Chỉ số nhấp nháy hôm nay là nói chung là tương đối, nhưng mà Dow Jones và sàn mà giảm, sàn còn giảm và sàn đầu tư giảm. Hiện tại thấy sàn con đang xanh, nhưng mà chút xíu nữa nó sẽ giảm. Nói chung là hôm nay nó đỏ đều. Thì mọi người mua cái gì thì cảm thấy hơi tốt nhất gọi là cái tuần này á, là cái tuần bắt đầu cái tuần thứ tư của tháng rồi, thì cái tuần này là cái tuần reset, cái tuần total, và là cái tuần mà để nó kết quý. Chúng ta 3 tháng và được 1 quý, một cái quarter của nó là hôm nay, coi như cái tuần này là hết tuần này, là chúng ta sẽ finish được cái tháng 3. Và anyway, có lời thì bán. Cái đó là cái nguyên tố cơ bản nhất. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần VS. Của VS thì sẽ để cái trắng từ luôn. Còn VS thì phải là VS. VS là một cái, còn VS là cái stock luôn, là cái nằm mấy đồng rồi. Cái dòng VS này á, nó là một công ty còn chừng luôn. Quý vị mua để ở C1, C2, C3 nào cũng qua ha. Không chạy đâu được, tại giá nó mới ra thì rất ít người biết tới nó, tôi bảo đảm luôn. Ví dụ 1.000 người chơi stock chỉ có 5-3 người biết thôi. Và nước Mỹ này biết bao nhiêu người chơi stock, thử vị coi bao nhiêu người biết được nó và bao nhiêu người không biết nó. Thì cái thằng bias này nó làm được cái gì thì để thông tin đó cho vị tự kiểm kê đó. Và thật sự cũng không cần kiểm kê gì, vì nó là công ty rất là mới và chúng ta mua tại nó mới quá, thì chúng ta mua là mua ít thôi và mua có định lượng cân nhắc đàng hoàng ít thôi để làm bài viện nghiên cứu cũng được mà, nó mất mát gì đâu, mua 100 xe đổ lợi. Chúng ta qua con tiếp theo, cái con FSSI á, đây là cũng là một con còn chinh luôn. Những công ty này rất là mới và cái thời điểm này là cái thời điểm khi mà bất kỳ công ty nào cũng vậy, cái nguyên tắc là khi mà nó mới thì ít người biết, nó sẽ rẻ. Thì nhiều người biết đi là nó sẽ như thế nào, nó sẽ rất là mắc và nó lên có thể là double, triple, có thể là những cái stock chỉ cần 1-2 tháng sau là nó lên 300%, nó easy, không có gì lạ lắm cả. Thì cái công ty Fortista Sustainable Solution này, thì mọi người nghe cái tên là mọi người biết nó làm về cái gì. Cái này không nhớ không lầm á, là tôi đã đưa cho mọi người một lần rồi. Ok, nó là nó chuyên giao dịch về cái những cái stock. Thì công ty này còn những công ty mới thôi, chỉ số thống kê không đáng tin, nhưng mà nó là một công ty giao dịch, nó là một công ty giao dịch chuyên về stock. Thì mọi người nhớ những công ty mà về stock, về finance này nọ, là tổng vốn trên sàn của nó đang show là chỉ khoảng bằng 1/8 với 1/10 thôi, có nghĩa là cái cap của nó hiện tại là em trừ, nhưng mà thật sự của nó, cái cap chính thức của nó là B mà nó ẩn đi, thường thường nó vậy đó. Những cái thằng finance, cái nam trội của nó không có xác sức, nó không có sâu cho người ta coi. Một cái thằng quản lý mà tiền, những cái thằng chuyên gia exchange stock á, thông thường á, đâu có ai đi ra tiền ra đường mà chúng ta mang bao tiền đâu. Để ý đi đó. Giống như những thằng Wells Fargo Bank đó, Chase Bank này, City Bank này, thì nó quá lớn, nó mất khe luôn, nó là khủng đại gia rồi. Còn những cái công ty như thế này á, thì thường thường á, thì mọi người nếu ai chơi stock và ai có kinh nghiệm lâu năm và ai có học đại học thì mọi người sẽ biết được cái tỷ lệ của nó giấu đi là minimum là 1/8. Thì bây giờ mọi người lấy 304 triệu đô nhân 8 thì nó là
có phải là 8 tháng 3 tháng 4 không? Giống nó khoảng 2 tỷ đó. Ra giống nó là bi đó, không phải là em đó. Thì đây là một cái dấu, đây là cái kỹ thuật kinh doanh của Finance và Stock Trade Company thôi. Actually là gọi tiếng từ đúng hơn á, những công ty này gọi là Merchant ẩn. Nó ẩn đi đó. Thì tôi cố gắng xài những cái từ mà nó đơn giản nhất, dễ hiểu nhất để mọi người có thể hiểu, mà không ai phải có những cái kiến thức ngay, những điều mà tốt nhất quýt đẹp, sạch sạch sạch, easy to understand để cho everyone có thể hiểu. Bây giờ chúng ta nhận qua phần tiếp theo. Tiếp theo là S-U-M-R. Nếu mà nhà có nít á, có em bé á, thì hình như những đứa trẻ á thì có thể là mua chúng cái sản phẩm của cái công ty này, sản xuất rất là nhiều thứ, nhưng mà chủ yếu là những cái thứ mà dược phẩm nó cũng có mà ít thôi, và những cái máy mà theo những cái màn hình đó mà để an toàn, nói chung là những cái dạng camera và check nhiệt độ, rồi tủ giường, bàn ghế, rồi mấy cái xích beo, mấy cái ghế mà cho em bé ngồi á, rồi cái ba cái dụng cụ trong ra niệm gói gì mà nói chung công ty này nó dính về sức khỏe. Và hiện tại after cái đại dịch tàu cộng thì sau cái dịch của Hán thì mọi người sao recover lại là người ta sẽ chăm sóc về cái sức khỏe nhiều hơn, có nghĩa là cái công ty này nó sẽ ăn lên lập ra và lập được là, nếu mà mọi người liếc sơ qua thì không nghĩ nó là công ty của Mỹ đâu, nhưng mà nó là công ty của Mỹ 30 mấy năm trên thị trường rồi, 36 năm. Tuy là nó không có nhiều người, nhiều nhân viên, nhưng mà nó cho mấy chục người thôi, nhưng mà nó là một công ty khoa được, không nhất thiết phải có nhiều người, nhưng mà một người có học là 100 ngàn một năm, thì 100 người như vậy thì mọi người nhân lên đi, nội tiền không đã trả hơn 10 triệu rồi, đúng không? Thì một người là 100 ngàn, 10 người là 1 triệu, 100 người là 10 triệu, là 10 mấy triệu nó đã trả tiền đó rồi, và tiền còn lại kho bạc này nọ rồi đi. Ta đi vào cái thông số, nếu mà mua khoảng dòng dòng khoảng 17 được rồi, ai xài day trading cái này vẫn được khoảng 20-25% thôi. Okay. Cao nhất của nó thì nó lên 24 thì đương nhiên rồi, cái công ty này thì thường thường nó nằm ở 20 là chuyện bình thường, không có gì lạ hết. Và lúc trước ấy, thì cái thời điểm mà bị dịch ấy, thì nguyên cái nước shutdown mà đâu ai mua sắm thì đâu, thì lúc đó nó tụt xuống lại dòng dòng 2 đồng mấy, cái value của nó là tổng cộng vì nó là một cái công ty chất lượng. À, em là em trừ những công ty này thì nó không trữ vốn và sàn chứng khoán, vì cái vốn của nó là sao, cái vốn nó nằm ở ngoài thị trường đó. Nó nằm ở những cái store và nó đi thẳng về công ty, đây là không phải loại trữ vốn. Sau này chúng ta sẽ học là những công ty nào thuộc dạng trữ vốn như thế nào, và những công ty vốn trên thị trường là như thế nào, và những công ty vốn ở trong kho là như thế nào. Recommend được, cái này mua được, nhưng mà mua trong cân nhắc. Cái độ rotation của biểu đồ là tương đối luôn, nhưng mà tổng gọi là tổng nhìn đó, thì cho nó là tổng, vì cái độ rotation của nó từ 1 đồng mà lên thăm mấy đồng, từ 1 đồng mấy mấy 2 đồng mà lên thăm mấy đồng, có nghĩa là 20 đồng là difference. Là nếu mà ai mà làm biến đó, đó là 500 xe là năm sau khấu hai mấy 30 đồng, đó cũng không có chuyện gì lạ hết. Còn cái IQ information của nó là đầy trên tất cả các mặt báo, dù báo phép hay là báo thật, dù báo thiệt hay là báo giả, báo nhỏ hay là báo to, nói chung nó đầy dãy cho nó, mọi người có thể đi kiếm, nhưng mà quan trọng là đi kiếm ở công ty ai cũng biết đó. Nó là 40 năm trên Mỹ rồi, nó tiếng Mỹ rồi. Mọi người nếu mà làm biến thành tiểu thì tôi đã làm research cho mọi người rồi, dựa vào đó những cái thông số đó mình giá có thể cân nhắc, mang cái giá thành vào và có thể thiết kế cho tôi và mình mua thôi. Thứ nhất là mình có được cái 1, mình sẽ không mua lòng,
khác. Còn những cái giá mà có thể mua thì mọi người phải coi lại nha. Nó giá có thể mua không phải là F1. Đó là giá tương đối có thể mua thôi. Ok, dạ, phần cuối cùng của ngày hôm nay. Công ty VCRX mua khoảng 911 đồng. Ok, như trường 3 con sát con số 11. Đây là một trong những công ty dược mà nó có khả năng sản xuất những loại thuốc nhỏ và đặc trị rất hiếm. Những công ty nếu ai làm bên ngành dược ấy, thì sẽ biết là một là nó tập trung vào cái giống gì thôi, nó không có sản xuất mạnh nhiều như vậy. Vì những công ty này nó đã rất là lâu rồi, nó có cái quỹ hỗ trợ của liên bang và công ty đi support. Tại sao stock của nó lại xuống? Đây là một cái question. Vì những người mua stock của nó đã có lợi rồi, người ta bán rồi. Nhưng mà nó xuống rồi, người ta bán rồi, người ta sẽ mua lại, người ta sẽ lên. Chuyện này là vì còn nhiều lý do khác, nhưng mà ai mà không bình. Đặc biệt là lúc này là thời điểm mùa, thời điểm giao mùa, nó mới bước ra được 3 ngày của mùa xuân thôi. Tính tình Nebraska, kiểu bạn khác thì nó có thể lớn lên tiếp. Có phải là một tuần, và đổi bánh anyway cũng có mấy tuần rồi. Ta đi sâu vào thông số, chúng ta mua khoảng gần 11 hoặc là dưới 11. Cái TD hôm nay, thằng TD này hơi bị lâu, khoảng 15-18 hôm. Và day trading nha, thì cái cao nhất của nó là 14. Cái thấp nhất của nó là 2, vì nó là một cái dự mà thời điểm này một ngày mà chúng ta được quản. Nghĩa là nó sẽ không lên nằm ra chức định cũng không đến nỗi nào. Hay nó không chuyên về một cái gì đó cả. Nó sản xuất rồi tá lỡ tùm lum cái gì cũng có này. Thì thông thường nó đồn câu là nơi nào cũng có dấu chân anh này vậy đó. Công ty này nó là cái gì đó. Anyway, bỏ xe hàng. Value của nó là đang rớt và trừ. Cap là thì nó là 1 tỷ đô rồi, mà 1 tỷ đô thì là để là B. Thì hoạt động được, công ty này hoạt động được 35 năm trên thị trường rồi, và nó có rất nhiều kinh nghiệm. Có ai mà rảnh mà ngồi đến mấy chi nhánh đó thì tôi thật sự không có thời gian. Mà nó là nhiều công nhiều chi nhánh và nó là một hệ thống phân phối. Tương đối một công ty tỷ đô không bao giờ nó phân phối chỉ còn 1-2 nơi thôi. Nó 17 tỷ bạn. Nhưng mà những người là dược sĩ, những cái professional, người mà bảo lấy thuốc của nó thì khoảng 300 người thôi. Yeah. Một số người người ta, tại sao có một số cái employee mà under list, không có list đó. Những employee đó được gọi là contractor thì nó không có thể nào cao là employee đó, nó contractor mà thật sự là người cộng sự thôi. Employee have to be phải xài cái lúc ở YouTube mới cao employee được. Contractor giống như là cái partner đó. Người đó sẽ đi khai thuế thì những người đó sẽ khai Canada, California đó. Thì đây là những cái cộng sự viên của hãng, thì cái này nó không cao mà nó ăn được độ rotation của nó. Recommend thì tôi recommend, tại những công ty dược lúc nào cũng mang lại làm ra ai cũng bệnh, mà đâu phải thần thánh đâu mà sống hoài sống mãi không bệnh đâu. Nó có ai mà chục năm không bệnh đâu, người đó chứ cũng phải có cái bí quyết gì anh quên. Còn độ rotation của bản đồ là độ rotation tương đối, nhưng mà cũng phải nhớ là từ 2 tại là 14, có nghĩa là hơn 10 năm rồi. That's good rotation mọi người. Còn cái về mà cái độ thông tin đó thì những công ty dự người họ phải lo hỏi từ FDA nữa. Trước khi mà người đi tìm một cái FDA nó đã hốt rồi, nó thu rõ ràng nó lấy cái giấy tờ của tôi một công ty dược nó chẳng ăn chẳng uống rồi. Dạ. Còn ai mà muốn biết chính xác FDA là gì thì ra anh hỏi Google để mọi người tìm exactly những công ty dược qua phần như thế nào để mở được một công ty dược chỉ còn một cái thay thôi ra thị trường mà chỉ một cái thuốc nhức đầu thôi. Thì nó có về con gen Amicetamol được trong đó, thì những cái nguyên tố như vậy mà để mix được một cái viên thuốc, những cái requirement của nó rất ư là kinh khủng. Ở nhà tôi trong may là bộ hả, có những người vào chơi thuốc mà nó khi mà tôi nói về cho nó cái độ mà cân đo đong đếm là cái tỷ lệ mà 1000%
bên tôi đong đếm hoàn toàn bằng máy hết. Và cái hệ thống cân là hệ thống cân lượng tử, nó là micro, nó là hàng ngàn của gram á, chứ không phải là tính bằng milligram, milligram là xưa rồi. Ok, giờ chúng ta sẽ đi qua cái phần bài tập XG nha. Còn nó như thế nào? Và thứ 6 gặp lại ở trên group của lớp. Và nếu mà ai mới đầu lần đầu tiên coi thì mình có thể lục lại những cái video mà ăn trước, mình có thể học được nhiều thứ. Và con thứ 2 là SY, thì giống như kia rồi là F và G, nhưng mà kia này là hai con này. Mọi người nghiên cứu, khi mà mọi người nhớ nha, hôm nay sàn đỏ quét, đừng manh động gì, muốn mua nghiên cứu thì mua ít thôi, xíu thôi, mà chụp xe để đó rồi, nhanh quá, have a good day.